Hello. Đây, chị mày chuẩn bị đi xin kẹo nha. Sao có máng này không? Cô muốn máng này là cái nào? Đây, nhà đầu tiên đi vô bấm chuông rồi thử. Đây mẹ mày quay đi dẫn nó đi chứ. Đi vô đi với chú Bình kìa. Chắc chưa chuẩn bị quá bà này mới đứng mới nhìn kìa. Còn sớm quá gì á. Nhà đầu tiên có ai. Nếp thấy nó vui quá hả? Kìa cha con nhà bên kia cũng chuẩn bị sách vỏ sách bọc rồi ra đang đi xin về nhà bên kia. Ta chân Halloween là tất nhiên ta có ăn Halloween á. Ta cũng đi rồi. Đang đi đâu? Không mở đèn trong nhà luôn á. Người ta chở con ta đi khu khác rồi đó, quá lên xe đi khu khác. Cái khu này không có mở đèn xe, bên kia có nhà mở đèn nha. Đi vô nó nhầm ở đèn cho. Thảo ơi, Thảo đi trước đây, Thảo ơi. Thảo qua đây nè. Cái khu nhầm nhăn là hôn nghiệp luôn á nha. Đằng kia, đằng bên này cũng có nhà mở đèn nè. Cái gia đình kia nó lên một xe chở đi khu khác xin. Okay, first house. Bye bye. Thank you. Đó, được cả nhà. Nhà đầu tiên. Này có cửa 4 nhà là mới được nhà đầu tiên. Đây nhà thứ hai. Nhà này người quen nha. Hi, how are you? Cả nhà thứ hai nha. Oh my god,
À, được hai nhà, hai cái kế bên. Cái này no quá. Ôi, cái này no quá thì ta đổ là cái này đầy. Kêu đổ kẹo vô, chừng nào cái xô nó no rồi mới đổ vô được. Là đầy quá mới no, Thảo nói cái gì không? Cái xô nó no rồi mới đổ vô. Được hai nha. Nhiều nhà lắm nhưng mà không có nhiều nhà cho kẹo nha. Chợt chắc chừng 10% nhà cho thôi. 10 cái nhà không được một nhà nữa. Không biết làm sao chứ một nhà mới nhân là cho dữ lắm luôn. À, hồi đó đi xin rồi. Đi vào hơi xa nữa đó. Vòng vòng đây là không thấy nhà nào trưng Halloween hết, sáng đèn hết. Đây nhà thứ ba. Trưng bàn tay máu rồi nha, sắp chết rồi. Bố mẹ em. Chết trăm năm mấy người nữa nè. Giống như là đang mà bị nặng mấy chục người. Phải mà. Con lấy cho mày. Chết con lấy cho mày hiểu ta. Ok, thank you. Đây, một căn nữa nha. Chừng có bong bóng nha. Hi. Happy Halloween. Nhà này nha, chừng con này nha, chú bí ha, điểm người. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. No. No? For me? Okay. Thank you. Happy Halloween. Yes. Một cái nhà khác nha. Wow, là một cái cổng luôn. Bí. Một mấy cái bí dài dài không? Mở cửa không biết có cho kẹo có nha. Có con ma làm màu trắng bụi xương. Wow, nhiều cái bí này đọc lạ quá. Hai. Đây, nhà này không có chân gì hết, không biết có không nha. Thank you, happy Halloween. Đây một căn nhà khác. Chân dài cái bí. Bốn em xếp hàng ngang. Đó có mở đèn rồi nha, sáng đèn. Oh. Hi. Princess. Okay. There you go, princess. Who's next? Elephant? Yeah? Good job. Next, purple basket. Thank you. And lastly, there you go, guys. Have fun. All right. Thank you. Bye. Happy Halloween. Happy Halloween. Bye. Đây căn nhà này chỉ chừng một trái bí thôi nha. Hai trái, ba trái chứ. Có. Một bạn nhỏ tuổi cho nha. Okay, thank you, happy Halloween. Thì mày mới vô lẹ con. Vô lẹ, vô. Nhà
Nhà này thì chỉ trưng một cái bí, một cái hình trái bí, một bịch đồ. Khu này thì người già không à. Xích qua bên kia xíu mày với Thảo. Xích qua bên kia. Xích qua bên kia, xích qua bên kia. Xích xong xích qua bên Lê kìa. Xích qua bên Lê. Rồi rồi vô vô để người ta chờ. Đi. Hi. Happy Halloween. Có nha, có ông già nha, nhà này không có chân gì hết. Bà già. Rồi xích qua. Rồi mày xích qua chó mày. Để bà cho dễ, bà dễ cho. Xích qua, xích qua. Okay, thank you, happy Halloween. Cái này chỉ chân một cái bí. Giỏ gì đây. Cái bông nha. Xích xích qua bên kia đừng hướng bên này cái cửa. Mày lấy đi mày. Thank you, say thank you. Happy Halloween. Khác nha. Lẹ 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 đến ra chờ. Chắc đi vòng về nhà đúng không? Nhà này chỉ chân bà chế bí. Thank you, happy Halloween. Đi đi con ơi. Đi con tao mở thôi đi, tao không mở thôi, đi đi. 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 Đi nhà kế bên. Đi Thảo ơi. Nhà này nó cũng đâu mở đèn đâu. Có không? Sao có mở cái đèn đằng trước vậy? Dạ, nó không có trong nhà luôn. Tao đi đâu? Mẹ ơi, cha ơi, ai đi đâu rồi? Không có ai nha, tắt đèn trở thui mà mở cửa. Thank you, happy Halloween. Nhà hàng xóm nha. Đi một vòng về tới nhà rồi. Một vòng tròn. Ông hàng xóm này cũng tốt bụng lắm đó. Có cửa chưa? Xích xích qua phía bên này nè. Happy Halloween. Ông già bản đồ đẹp lão. Sao bông đi?
Happy Halloween. Này nhà đối diện nha, không có trưng đồ Halloween gì hết. Có người ra bạn. Wow. Con chơi đó, cái đuôi thùng đó đó. Con nhỏ này nó học lớp nào, nó học học trường khác. Thank you. Trước đợi sẵn luôn à. Này nhà này ngồi trước đợi nha. Bạn cho luôn, bạn còn nhỏ tuổi. Batman. Okay, thank you. Happy Halloween. Ông nhà khác. Ông cụ, ông già này chờ sẵn. Thank you. Happy Halloween. Ở đây có một bạn nhỏ chừng 2 tuổi cũng đi xin kẹo. Nhà bạn cũng lơi. Lá rụng đầy đường, lá vàng trên cây cũng còn. Anh đây này có một ninja. Nhà bên đó đi. Rồi nhà bên này mở đèn rồi nè. Nhà này không có trưng đồ nha, không có trưng đồ Halloween mà có mở đèn. Nhà bên kia có cho không vậy? Wow, căn nhà này khói bay mù mịt. Ăn Halloween lớn. Nhà kế bên thì chỉ một cái trái bí. Wow, so beautiful. Lá rụng trắng xăng. Căn nhà này mới giữ nè. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bộ xương treo lủng lẳng. Bí thì đầy xăng. Đây nha,
chuyển qua cái bịch ni lông. Đằng kia có nguyên con khủng long đi trên kẹo nha. Khủng long nhìn sâu khua, nhìn tiếu. Đây, nhà này ăn Halloween lớn nè. Rất là nhiều thứ, bia mộ, ma bí, xương, đầu lâu, bộ xương chạy xe, baby trong cái nôi, mà khói. Quá trời. Đó, máy tạo khói nữa nha. Wow, có cái chổi nó di chuyển nữa kìa. Cái chổi đó chứ gắn vào cái máy hút bụi chạy tới chạy lui quá. Người ta kêu lấy thêm một cái nha. Say thank you give me. Oh. Ông gớt nha, ông này lấy giùm. Thank you, happy Halloween. Nó chạy quét nhà luôn á, ghê không? Đi con khủng long. So cool. Mày vô sao nha. Hello dinosaurs. Happy Halloween. Ok. Năm giờ mấy, 6 giờ đi mới nhiều hả? Giờ này chắc 6 giờ kém 15. Không có nha. Lâu quá không thấy ra, không có rồi. Giờ đông lắm nha, đó. Thêm một căn nhà. Ok, đây tiếp. Thank you, happy Halloween. Vô mày vô lẻ vô. Ôi trời trời, chị Lê rồi hả? Chân té nha. Thank you.
Đứng lúc nào cũng bị dương dương cái cửa hết. Ok. Căng nữa nha. Nhà này anh trước có một con chó. Con chó kiển. Kiển cho con chó mà ăn gì. Kiển cho con chó. Uống nè anh. Mỗi em một phần. Đây một căn nữa nha. Bây chừng một con ma bye bye. Happy Halloween. Nhà này ăn cũng lớn à. Treo mấy con ma ở trên cái máng sói. Không có lên đâu. Cho mấy đứa nhỏ lên. Giống như một cái ba ha. Chớp đèn. Khi giống như có cái chòi. Ui con. Nhìn đây bi mộ. Và tiếng ma rùng rợn luôn. Happy Halloween. Lên cái dốc hơi cao nha. Hai em nhỏ đi sau hai chị lớn. Ok, thank you, happy Halloween. Bye. Xin chứ mua vậy con. Xin kẹo. Ngày này lâu vậy ta? Mở đèn sáng. Ngày này cũng không có trưng đồ Halloween. Lâu quá chứ người ta không có cho. Mì là bằng cái đầm vàng vàng á. Chó nè. Happy Halloween.